Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả thân mến, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi qua những clip tin tức thời sự nóng nhất và chính xác nhất. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Thêm một nữ công nhân tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 ở Thanh Hóa. Hà Nội cách ly F1 tại nhà, y tế phường việc chồng việc, gian nan thủ tục. Gia tăng F0, một bệnh viện dã chiến ở thành phố Hồ Chí Minh phải kê thêm ghế bố. Phòng khám bị phạt vì đưa F0 ra đường. Những việc F0 cần làm khi cách ly điều trị tại nhà. Số ca mắc tăng nhanh, nhiều tỉnh miền Bắc lên phương án ứng phó. Và sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thêm một nữ công nhân tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 ở Thanh Hóa. Thưa quý vị, liên quan đến sự cố phản vệ sau tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Thanh Hóa đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong. Ngày 25 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xác nhận với phóng viên liên quan đến sự cố tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Nông Cống vào chiều tối ngày 24 tháng 11 đã có thêm một công nhân tử vong. Trước đó, như báo chí thông tin, ngày 23 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống tổ chức tiêm chủng vaccine Verocell mũi 2 phòng COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt cho công nhân, người lao động theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức tiêm chủng đã ghi nhận nhiều trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng được chẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm. Các trường hợp này được lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sơ cứu, cấp cứu ngay tại chỗ theo hướng dẫn chuyên môn và chuyển tuyến về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh của phản vệ nên có 2 trường hợp đã tử vong vào lúc 0 giờ 45 phút và 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 11. Đến chiều tối cùng ngày đã có thêm một trường hợp tử vong. Hiện một số trường hợp khác đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Theo ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, Sở đã chỉ đạo hội đồng chuyên môn khẩn trương đánh giá nguyên nhân tai biến trong quá trình sử dụng vaccine tại huyện Nông Cống và báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo. Sau sự cố nêu trên, các cấp chính quyền địa phương, ngành chức năng huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và phía công ty nơi các công nhân làm việc đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu tới gia đình có người tử vong. Thăm hỏi, động viên các trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và các trường hợp đang theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống. Trước mắt, huyện Nông Cống hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong số tiền 50 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Kim Việt hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 100 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, mỗi công nhân đang điều trị 1 triệu đồng. Huyện Nông Cống cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện này tạm dừng việc tiêm vaccine Verocell cho người dân, chờ chỉ đạo của cơ quan chuyên môn. Ngày 25 tháng 11, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Bạch Mai về việc tăng cường cấp cứu, điều trị các trường hợp sự cố tiêm vaccine tại huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, đến hết ngày 24 tháng 11, địa phương này đã triển khai tiêm được hơn 2,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Hiện sự cố nêu trên đang được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân. Hà Nội cách ly F1 tại nhà, y tế phường việc chồng việc, gian nan thủ tục. Thưa quý vị, giải quyết yêu cầu cách ly tại nhà của các F1 cách ly tập trung cũng là một vấn đề đặt ra nhiều khó khăn cho lực lượng cơ sở vì quá nhiều thủ tục. Y tế phường việc chồng việc vì F1 cách ly tại nhà. Ngày 20 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành hướng dẫn cách ly tại nhà với F1 trên địa bàn. Tuy nhiên, việc thay đổi biện pháp cách ly cũng đã tăng gánh nặng lên lực lượng y tế cơ sở trong bối cảnh lực lượng này vốn đã việc chồng việc. Anh em y tế cơ sở đang quá tải. Đó là chia sẻ của một vị lãnh đạo ngành y tế của một quận nội thành Hà Nội với báo chí. Theo vị này, cách ly F1 tại nhà là một quyết sách đúng trong bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, có một số vấn đề khiến lực lượng cơ sở, đặc biệt là y tế phường gặp khó khăn trong việc triển khai và bị quá tải. Thứ nhất, để F1 cách ly tại nhà có rất nhiều thủ tục. Trước hết, phường phải thành lập các đoàn thẩm định, mỗi đoàn có 4-5 thành viên để thẩm định xem gia đình có đủ điều kiện để F1 cách ly tại nhà hay không. Sau đó, đoàn thẩm định sẽ lập biên bản theo mẫu để trình lên xã phường. Ủy ban Nhân dân xã phường mới quyết định cho phép cách ly tại nhà. Vị này cho hay, các quy trình này về mặt pháp lý rất chặt chẽ, đó là điều tốt. Tuy nhiên, hiện tại ở cấp phường đang rất nhiều việc, đặc biệt là cán bộ y tế. Anh em từ trước đến nay đã căng mình truy vết,
phục vụ tiêm chủng. Gần đây thêm một nhiệm vụ nữa là lập các trạm y tế lưu động. Do đó, việc tham gia các đoàn thẩm định khiến các cán bộ y tế phường quá tải. Một vấn đề khác, khi F1 cách ly tại nhà sẽ được xét nghiệm PCR định kỳ, lực lượng y tế phường phải đến từng nhà để lấy mẫu xét nghiệm. Theo vị này, chỉ cần trong trường hợp một phường có mấy chục F1 đã là khối lượng công việc rất lớn với lực lượng mỏng như y tế phường. Từ thực tế trên, vị lãnh đạo này đề xuất thành phố sớm có phương án tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế phường để tránh bị quá tải và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vị lãnh đạo này phân tích, lực lượng y tế phường đang rất cần có sự hỗ trợ của các lực lượng y tế khác, điển hình như y tế tư nhân. Bên cạnh đó, thành phố cần huy động sự hỗ trợ của cộng đồng, ví dụ như các cán bộ y tế đã nghỉ hưu. Một cán bộ y tế đã nghỉ hưu có thể tham gia vào các đoàn thẩm định, vì các tiêu chí đánh giá điều kiện cách ly F1 đều sẵn có. Các lực lượng y tế khác như y tế tư nhân có thể hỗ trợ công tác lấy mẫu hoặc một số hoạt động tuyên truyền hướng dẫn các F1 cách ly tại nhà. Gian nan thủ tục xin cách ly tại nhà. Giải quyết yêu cầu cách ly tại nhà của các F1 cách ly tập trung cũng là một vấn đề đặt ra nhiều khó khăn cho lực lượng cơ sở vì quá nhiều thủ tục. Vị lãnh đạo này trăn trở, theo quy định, những trường hợp cách ly tập trung được 7 ngày có xét nghiệm PCR âm tính có thể được về cách ly tại nhà nếu đáp ứng được đủ điều kiện. Đây là phương án vừa giúp giảm tải cho khu cách ly tập trung, vừa thuận lợi cho các F1. Tuy nhiên trên thực tế, phần thủ tục lại vô cùng phức tạp. Theo đó, để F1 thuộc diện nêu trên được chuyển về cách ly tại nhà, trước hết công dân phải có đơn đề nghị chuyển về địa phương. Phía xã phường sau đó sẽ thành lập đoàn thẩm định điều kiện nơi cư trú để cách ly tại nhà. Khi đạt thẩm định, đơn đề nghị được trình lên chủ tịch phường để ký duyệt. Đơn tiếp tục được chuyển lại khu cách ly tập trung để ký ban hành quyết định cho phép F1 tiếp tục về cách ly tại nhà. Hành trình của lá đơn, theo vị lãnh đạo này, không chỉ mất nhiều thời gian, thủ tục mà còn phát sinh các vấn đề. Lãnh đạo này dẫn chứng, vấn đề phát sinh ngay từ việc gửi lá đơn về Ủy ban Nhân dân phường. Đơn được viết bởi F1 và khi chuyển tới chủ tịch phường thì cái đơn đó phải phun khử khuẩn. Có trường hợp sau khi phun khử khuẩn, đơn nhòe hết chữ, khiến chủ tịch phường không thể nhận xét được. Trong khi đó, nếu chụp ảnh gửi đơn cho người nhà in ra để trình lên phường thì lại không đúng về pháp luật vì không phải chữ ký tươi. Vị này trăn trở, do đó từ người đã cách ly tập trung 7 ngày có xét nghiệm âm tính đến khi được xét duyệt cách ly tại nhà là vất vả vô cùng. Gia tăng F0, một bệnh viện dã chiến ở thành phố Hồ Chí Minh phải kê thêm ghế bố. Thưa quý vị, công suất chỉ khoảng 720 giường, nhưng hiện tại một bệnh viện dã chiến ở thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 800 bệnh nhân. Dù đã kê thêm ghế bố, nhưng lãnh đạo nơi đây dự đoán số lượng F0 sẽ tiếp tục tăng. Thông tin với báo chí vào chiều 25 tháng 11, bác sĩ Hồ Hữu Đức, phó giám đốc bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những ngày qua, lượng bệnh nhân F0 nhập viện tại đây tăng rất cao. Gần đây nhất chỉ trong một ngày 24 tháng 11, bệnh viện đã tiếp nhận 79 F0 mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại đây lên con số 834. Trong đó ở tầng 1 là 202 trường hợp, tầng 2 có 457 bệnh nhân. Riêng tầng 3 với 175 F0 bao gồm khoảng 40 trường hợp đang hồi sức, 16 bệnh nhân đang nằm ở khu vực cấp cứu sàng lọc và 117 bệnh nhân nặng cần theo dõi sát. Theo thiết kế, bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình có quy mô đề ra là 1.000 giường. Tuy nhiên hiện địa phương chỉ mới bố trí được 720 giường bệnh. Do đó trước thực tế lố hơn 100 bệnh nhân so với công suất đang có, bệnh viện phải kê thêm nhiều ghế bố cho F0 mới. Theo bác sĩ Đức, quận Tân Bình đã có kế hoạch cải tạo bệnh viện dã chiến để tăng thêm 300 giường nhằm đáp ứng việc thu dung điều trị trước tình hình bệnh nhân tăng. Bác sĩ Đức cho biết khu vực hồi sức hiện đang bị quá tải so với nhân lực y tế hiện có. Những trường hợp nặng quá, chúng tôi phải điều phối sang những đơn vị khác có khả năng thu dung. Riêng F0 ở khu vực thuộc quận Tân Bình, Phú Nhuận, theo sự phân công của Sở Y tế, bệnh viện vẫn tiếp tục nhận. Hiện tại có khoảng 71 bác sĩ, 130 điều dưỡng đang thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình. Tuy nhiên, với lượng bệnh nhân đông như hiện tại, bệnh viện đã có gửi văn bản đến Sở Y tế xin điều phối bổ sung thêm nhân lực điều trị, nhất là khu vực tầng 3. Còn tại bệnh viện dã chiến số 3, đóng tại thành phố Thủ Đức, bác sĩ Võ Thanh Hùng, phó giám đốc thông tin, nơi đây cũng tăng số lượng bệnh nhân theo tình hình chung. Ngoài tầng 1 và tầng 2, hiện tiếp nhận khoảng 400 F0, 50 giường hồi sức của bệnh viện đã kín chỗ. Bác sĩ Hùng cho biết bệnh viện không quá tải giường bệnh, nhưng lực lượng nhân viên y tế ở đây hiện chỉ có khoảng 45 bác sĩ, khoảng 40 điều dưỡng. Riêng khu vực hồi sức đã cắt cử 21 bác sĩ, 25 điều dưỡng túc trực. Do đó, trong thời gian tới nếu lượng F0 nhập viện còn tăng, bệnh viện khó lòng phục vụ điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.
bác sĩ Đặng Quốc Quân, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, nơi đang chuyển công năng điều trị COVID-19 hoàn toàn, cho biết đến ngày 25 tháng 11, bệnh viện có 443 F0, tăng khoảng 50 trường hợp so với tuần trước. Trong đó, 70% trường hợp nặng là người cao tuổi, có bệnh nền hoặc không tiêm vaccine. Để đáp ứng việc thu dung, điều trị khi F0 vẫn tiếp tục gia tăng, Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn đã cho cải tạo một nhà kho tại địa phương thành bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường, dự kiến hoạt động trong vài ngày tới. Khi bệnh viện này đi vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn. Tuy nhiên, theo bác sĩ Quân, với số lượng giường bệnh lớn như trên, cần có thêm sự bổ sung về y tế. Theo cổng thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 25 tháng 11, địa phương có 5.356 F0 cách ly tại khu cách ly, 41.379 F0 đang cách ly tại nhà, 8.377 khu vực đang phong tỏa. Riêng ngày 24 tháng 11, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.663 ca mắc COVID-19 mới, tăng 462 trường hợp so với 24 giờ trước đó. Những việc F0 cần làm khi cách ly điều trị tại nhà. Thưa quý vị, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0 phiên bản 1.6, ban hành kèm công văn 8728 SITNVI ngày 23 tháng 11 năm 2021, bao gồm 10 việc mà F0 cần làm. 10 việc cần làm: không bi quan, giữ tâm lý luôn thoải mái, khi gặp khó khăn, liên hệ nhân viên y tế để được tư vấn từ xa. Tự theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt, đếm nhịp thở, đo SPO2 nếu đo được ít nhất 2 lần một ngày hoặc khi cảm thấy mệt, khó thở. Mang khẩu trang liên tục, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên. Rửa mũi, xúc họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Thường xuyên tập thở, vận động nâng cao sức khỏe. Uống đủ nước hoặc nhiều hơn nếu có sốt, tiêu chảy, không bỏ bữa, tăng cường dinh dưỡng, ăn uống đủ chất, tăng cường trái cây tươi, rau xanh. Khai báo y tế mỗi ngày ít nhất một lần hoặc khi có triệu chứng bất thường qua ứng dụng y tế HCM hoặc qua phiếu tự theo dõi sức khỏe. Nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm, thường xuyên làm vệ sinh các bề mặt, vật dụng, nhà vệ sinh. Thường xuyên sát khuẩn tay, khử khuẩn các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo, phân loại chất thải đúng quy định. Có số điện thoại của nhân viên y tế cơ sở đang quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà để liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ. Tổng đài 1022 hoặc tổ phản ứng nhanh phường, xã, thị trấn, quận, huyện. Đồng thời, không nên làm những việc sau: không tự ý rời khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly, không sử dụng chung vật dụng với người khác, không ăn uống cùng với người khác, không tiếp xúc gần với người khác hoặc vật nuôi. Trường hợp cần có người chăm sóc phải đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn, vệ sinh tay trước và sau khi chăm sóc F0 điều trị tại nhà. Phòng khám bị phạt vì đưa F0 ra đường. Thưa quý vị, một phòng khám đa khoa ở Bạc Liêu tự ý đưa người test nhanh dương tính qua đường hẻm công cộng để vào khu vực khác của phòng khám và bị người dân phản ứng. Ngày 25 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết phường đã lập biên bản xử phạt một phòng khám đa khoa vì vi phạm phòng chống dịch với số tiền 2 triệu đồng. Phòng khám này bị phạt về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường 7 cũng tiến hành tạm thời phong tỏa phòng khám đa khoa này để xử lý các bước tiếp theo. Theo đó, chiều tối 24 tháng 11, tại phòng khám đa khoa này nằm trên đường Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, có 3 người dân đến khám bệnh. Qua test nhanh mẫu gộp thì có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, phòng khám này đã thông báo đến cơ quan chức năng địa phương. Tuy nhiên, trong lúc chờ lực lượng chức năng đến, thì nhân viên phòng khám tự ý dẫn 3 người này đi qua đường hẻm công cộng để vào khu vực phía sau của phòng khám. Ông Hồng Văn Vẹn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7 cho biết, phường nhận được tin báo người dân phản ánh cho rằng F0 đi lang thang qua hẻm công cộng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phường 7 đã đến phòng khám kiểm tra và lập biên bản vụ việc. Ông Vẹn thông tin, thay vì khi test nhanh người dân đến khám bệnh dương tính thì phòng khám để yên đó chờ lực lượng chức năng đến xử lý, nhưng lại dắt 3 người này đi qua đường công cộng nên bị người dân phản ánh. Phòng khám đã không dùng biện pháp bảo vệ cá nhân, không thực hiện đúng kế hoạch phòng chống dịch. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 7 cũng cho biết khi lực lượng chức năng đến lấy mẫu 3 người này xét nghiệm lại thì có đến 2 người dương tính với SARS-CoV-2. Số ca mắc tăng nhanh, nhiều tỉnh miền Bắc lên phương án ứng phó.
Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc được yêu cầu tạm dừng hoạt động không thiết yếu, trong khi Bắc Ninh chuẩn bị triển khai mô hình điều trị F0 tại nhà sau khi số ca mắc tăng cao. Ngày 25 tháng 11, ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm 60 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh tại địa phương này lên 392 F0. Quá trình truy vết, cơ quan chức năng xác định 910 trường hợp F1 liên quan, trong đó 562 người đang cách ly tại nhà và 348 người cách ly tập trung. Trước diễn biến dịch phức tạp trở lại, huyện Yên Lạc tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân. Trong các ngày 20 đến 23 tháng 11, việc xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện thêm 85 F0 trong cộng đồng ở các xã Trung Kiên, Tề Lỗ, Nguyệt Đức. Tại buổi làm việc với huyện ngày 25 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Yên Lạc tuyên truyền để người dân tạm dừng tổ chức đám cưới trong thời điểm này, bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại các đám hiếu. Đồng thời, huyện Yên Lạc cần thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại chợ truyền thống, trung tâm thương mại, tạm dừng tất cả dịch vụ không thiết yếu, cấm hoạt động đối với chợ tạm, chợ cóc. Địa phương được yêu cầu bảo vệ an toàn tuyệt đối trung tâm y tế Yên Lạc, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập. Đồng thời, ngành chức năng rà soát điều kiện điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà, đảm bảo an toàn, không để lây lan dịch bệnh trong gia đình có người bị cách ly. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu huyện Yên Lạc bố trí nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, khu cách ly tập trung và trang thiết bị chống dịch, trạm y tế lưu động nhằm sẵn sàng ứng phó với tình huống cấp bách. Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu ngành y tế địa phương hướng dẫn để F1 đủ điều kiện thực hiện cách ly tại nhà, khuyến khích cách ly tại nhà, nhà trọ an toàn, linh hoạt, không nguy cơ lây nhiễm chéo. Đồng thời, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị thực hiện và nhân rộng hình thức điều trị F0 không triệu chứng tại nhà, nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở trong điều trị F0 bằng tập huấn và thực hành tại cơ sở điều trị F0 trên địa bàn. Tính từ 6 giờ ngày 24 đến 6 giờ ngày 25 tháng 11, Bắc Ninh ghi nhận 152 ca mắc COVID-19. Trước đó, tỉnh này cũng yêu cầu tạm dừng các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage và yêu cầu người dân không ra đường trong khung giờ từ 22 giờ đến 4 giờ sáng. Nam Định đã yêu cầu thiết lập vùng cách ly y tế tại Bệnh viện Phụ sản của tỉnh. Bệnh viện hiện có 196 cán bộ, nhân viên y tế, 134 người bệnh, 125 người nhà người bệnh và 99 trẻ sơ sinh. Thời gian cách ly từ 17 giờ ngày 24 tháng 11 cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Ngày 24-25 tháng 11, Nam Định ghi nhận 98 ca mắc COVID-19, trong đó một số ca mắc COVID-19 là nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản của tỉnh.